Đúng nhu cầu, không màu mè, dù có khen hay là chê thì chiếc xe này vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ Việt. Xin chào các bác, Honda CR-V dạo này hot quá. Bên em săn mãi mới được chiếc này để về phục vụ các bác. Đây là Honda CR-V bản G, sản xuất năm 2019, mới lăn bánh được 4,8 vạn km và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Về ngoại hình thì Honda CR-V được đánh giá là cực kỳ bền dáng. Form dáng này thì có từ đời 2017, cho đến nay CR-V đã ra form mới, nhưng thiết kế này vẫn không hề bị lạc hậu, nhìn vẫn có độ thu hút riêng. Cá nhân em thấy thì thiết kế của CR-V đời này khá là đơn giản và nhã nhặn, nhưng không kém phần góc cạnh và mạnh mẽ. Cụm đèn LED và đèn sương mù đều được thiết kế để tạo nên sự hài hòa cho bộ mặt của chiếc xe. La răng được thiết kế dạng vặn xoắn có kích thước là 18 inch và đặc biệt là dàn lốp vẫn còn nguyên bản theo xe. Đáng chú ý hơn cả đó chính là thiết kế lưng gù gây nhiều tranh cãi đã được loại bỏ, phần đuôi xe được vuốt gọn và hài hòa với tổng thể hơn. Cụm đèn hậu hình chữ L to bản full LED ôm hết vào trụ D và được nối với nhau qua một thanh chrome nẹp cốp. Vì là bản G nên cốp vẫn là chỉnh cơ. Nếu như mà chở đủ cả 7 người thì khoang hành lý vẫn còn khá nhỏ, nhưng nếu chúng ta gập phẳng lại như thế này thì sẽ có một cái khoang chứa đồ vô cùng là rộng rãi. Nội thất được thiết kế ốp giả vân gỗ rất là sang trọng. Xe mới đi được có 4,8 vạn km thôi nên là cũng không có gì cần phải lưu ý nhiều đâu ạ. Chất lượng ghế da này, vô lăng hay là cần số thì vẫn còn rất đẹp luôn ạ. Phiên bản G đã được trang bị rất nhiều option, có ghế lái chỉnh điện, cân bằng điện tử, đèn tự động, lấy chuyển số trên vô lăng, cruise control, phanh tay điện tử, auto hold, chế độ tiết kiệm nhiên liệu, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, camera hành trình. Hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi, chỗ để chân rất là thoải mái này và độ ngả lưng thì cũng rất là lý tưởng. Tuy nhiên vì là xe 5+2 nên là hàng ghế thứ ba thì hơi chật một chút và chỉ phù hợp với những ai nhỏ người cao dưới 1m6. Cuối cùng là phần quan trọng nhất của một chiếc xe đã qua sử dụng. Xe bên em thì được cam kết bằng văn bản, không đâm đụng, ngập nước, thủy kích hay là bổ máy. Các bác cứ check test thoải mái nhé. Chiếc xe này thì được trang bị khối động cơ 1.5 turbo kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Ăn uống thì cũng rất là hợp lý, chỉ 6,9 lít trên 100 km đường kết hợp. Chiếc Honda CR-V bản G năm 2019 này bên em đang chào bán là 758 triệu, có hỗ trợ trả góp và còn có thể thương lượng thêm. Bác nào yêu thích chiếc xe này thì hãy alo ngay cho Bica Hà Nội nhé. Ngoài ra thì bên em đang cần thu mua rất nhiều các mẫu xe gầm cao 5 chỗ đến 7 chỗ. Bác nào có nhu cầu lên đời xe và để lại những cái chiếc xe chất lượng thì hãy ưu ái để lại cho Bica Hà Nội nhé. Đảm bảo là bên em sẽ thu mua với cái mức giá tốt nhất thị trường và mức hoa hồng cũng rất là hậu hĩnh để dành cho người giới thiệu đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.